Hành Trình Công Lý đang là bộ phim thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả Việt Nam. Dù mới chiếu được ít tập, phim vẫn gây ấn tượng bởi những tình tiết gay cấn, làm khán giả hết sức tò mò. Không chỉ vậy, bên cạnh vai chính do Hồng Diễm và Việt Anh thủ vai, Thu Quỳnh cũng được khán giả ủng hộ khi vào vai điều tra viên xinh đẹp, thông minh. Bên cạnh câu chuyện của hai nhân vật chính là Phương và Hoàng, do Hồng Diễm, Việt Anh thủ vai thì vai diễn của Thu Quỳnh cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Trong phim, Thu Quỳnh đóng An Nguyệt, bạn thân của Phương. Cô là một điều tra viên thuộc cơ quan điều tra có tố chất, thông minh và tinh tế. Đây là bộ phim Thu Quỳnh nên duyên cùng Hà Việt Dũng khi cả hai vào vai điều tra viên và đã thành vợ thành chồng. Gu thời trang, tạo hình của nữ diễn viên Thu Quỳnh trong phim mới đang nhận được nhiều phản hồi từ khán giả. Khi vào vai điều tra viên, người đẹp 8X gắn bó với vẻ ngoài gọn gàng, lịch sự. Cô nàng thường búi tóc và để mái tóc xoăn xù mì khá kén mặt. Thu Quỳnh cũng thường vớt hết tóc và búi, buộc lên cao để lộ vầng trán cao, rộng toát lên nét thông minh, lanh lợi. Nhiều người nhận xét rằng nữ diễn viên ở phim mới có vẻ như già dặn và chững chạc hơn. Cô nàng có gia đình nên theo đuổi hình tượng này cũng được cho là hợp lý. Bên cạnh đó, nét diễn chân thực, tự tin của Thu Quỳnh nhanh chóng gây ấn tượng với người xem. Cô nàng lần đầu vào vai điều tra viên nên đã chủ động học kỹ lời thoại, tránh có những sai sót chuyên môn. Nhiều năm nay, Thu Quỳnh là nữ diễn viên quen mặt với đông đảo công chúng Việt Nam. Cô nàng liên tục được mời đảm nhận các vai diễn thú vị, đa dạng trong loạt phim ăn khách chiếu ở khung giờ vàng. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.